Sáng ngày 1 tháng 1 năm 2019, tại hội trường hội nghị chùa Sắc Tứ Tam Bảo thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2018 của Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Kiên Giang. Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của Đại Đức Thích Pháp Trí, Ủy viên Ban Pháp chế Trung ương, Chánh thư ký kiêm trưởng Ban Pháp chế Ban trị sự tỉnh Kiên Giang. Đại Đức Thích Minh Thành, trưởng ban hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Đại Đức Thích Minh Khải, Ủy viên Ban Từ thiện Trung ương, trưởng Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Đại Đức Thích Thiện Hữu, Ủy viên Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Về phía Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử tỉnh Kiên Giang, có Huynh trưởng Cấp Dũng Trần Thế Dũng, Phó Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Trung ương, trưởng Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử tỉnh Kiên Giang. Huynh trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Ủy viên Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Trung ương, Phó trưởng Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử tỉnh Kiên Giang. Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, Phó trưởng Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử tỉnh Kiên Giang. Cùng các đơn vị bảo trợ, các đại diện gia đình Phật tử của các huyện trong tỉnh cùng về tham dự chung. Gia đình Phật tử tại Kiên Giang được Hội Phật học Nam Việt và Giáo hội Tăng già Việt Nam thành lập từ năm 1956 nhằm mục đích góp phần hướng dẫn đạo đức cho con em hàng Phật tử. Suốt hơn 20 năm qua, được sự yêu thương dìu dắt của chư tôn đức lãnh đạo giáo hội trong tỉnh, gia đình Phật tử tỉnh Kiên Giang không ngừng phát triển mọi mặt. Tính đến cuối năm 2018, gia đình Phật tử tỉnh Kiên Giang có tất cả 14 đơn vị. Toàn thể các đơn vị đều sinh hoạt dưới trách nhiệm về pháp lý của thầy trụ trì và theo sự quản lý chuyên môn của Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử, trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Từ ngày 22 đến 25 tháng 11 năm 2018, đoàn đại biểu huynh trưởng Kiên Giang gồm 10 anh chị tham gia hội nghị đại biểu huynh trưởng gia đình Phật tử toàn quốc lần thứ 12 tổ chức tại chùa Pháp Lâm thành phố Đà Nẵng, có thêm 3 anh chị huynh trưởng của tỉnh Kiên Giang được Trung ương phong cấp tấn nhân dịp hội nghị diễn ra. Tại buổi lễ, chư tôn đức thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã đánh giá cao những thành tích trong năm qua của Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử của tỉnh. Phát biểu đạo từ chỉ đạo, Đại Đức Thích Pháp Trí đã thay mặt Ban trị sự tỉnh, tán thán những thành tích đã đạt được, qua đó cũng nhắc nhở và đề ra những mục cần cố gắng phát huy trong những năm kế tiếp. Xin được thay mặt cho chư tôn đức trong ban chứng minh của hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự của Phân ban Gia đình Phật tử Kiên Giang năm 2018, cũng như là cá nhân hết sức là hoan nghỉ, vui mừng trước sự thành tựu một số các cái công tác Phật sự bằng cái tinh thần nỗ lực, tinh tấn của người con Phật để từ đó góp phần cho những cái thành tựu Phật sự chung của Phật giáo tỉnh Kiên Giang. Xin được thay mặt chư tôn đức, xin được gửi đến tất cả các vị lời chúc sức khỏe, chúc hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp. Có thể nói rằng để có được những cái thành quả trong một năm qua, để ngày hôm nay chúng ta đem ra, chúng ta thảo luận, chúng ta chia sẻ, thì phải đòi hỏi bằng cả một tâm huyết, tâm lực và trí lực, và nhất là cái mặt nhân sự, con người đã dành hết những cái tâm huyết, tâm lực của mình cho cái Phật sự chung, cho cái ngành của Phân ban Gia đình Phật tử. Từ những thành tựu trên cho thấy, Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Kiên Giang đã phát huy được khả năng và vận dụng sự chỉ đạo sâu sắc của chư tôn đức lãnh đạo nhằm góp phần phát triển Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển. Hội nghị đã kết thúc trong tinh thần hoan hỷ, đoàn kết và hòa hợp.